Xin chào các anh em đã đến với channel phim 10 phút của chúng mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ tập 180. Các anh em đừng quên để lại một like và một lời nhận xét góp ý nhé. Thạch Hạo đã được giới thiệu đến một buổi đấu giá hội quan trọng. Quy mô cuộc đấu giá rất lớn, mới bắt đầu đã đưa những món quý giá lên đấu giá. Nào là sinh mệnh chi truyền, có thể giúp chống lại lão hóa gia tăng sinh khí, còn có một gốc phục sinh thảo, tác dụng đúng như tên gọi. Chỉ còn một chút sinh khí mỏng manh thì sau khi dùng nó cũng có thể giữ lại được tính mạng và lấy lại hồn phách. Trùng hợp rằng Thạch Hạo lại đang cần các loại thần thảo. Hai món này là thứ cậu cần để tu luyện bước tiếp theo. Chẳng hạn như phục sinh thảo. Lỡ mà tu luyện thất bại và nguy hiểm đến tính mạng thì còn có cơ hội để sống sót. Đồ tốt thì ai cũng muốn, giá cả còn chưa thông báo thì đã có người tranh giành. Hắn ta trực tiếp bạo phát sát ý dằn mặt. Tính tình thỏ nhỏ nóng như kem. Cô nàng lập tức đứng dậy, chỉ trích hắn quá vô lễ rồi. Thanh Y lại dáng vẻ điềm đạm, chỉ với khí tức bạo phát đã đoán được thực lực kẻ này không tầm thường. Hắn ta trực tiếp truyền âm báo tên của mình là Đọa Thần Tử, kẻ thù của Chí Tôn Đạo Tràng. Thấy cậu có mặt ở nơi này nên hắn ta chẳng cần phải tìm kiếm. Hắn tuyên bố rằng sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ đến chào hỏi. Thạch Hạo bày tỏ lòng mong muốn, đối phương thích thì cứ phóng ngựa đến, cậu lúc nào cũng tiếp đón. Lão già cổ tộc tám tay đi lên sân đấu giá thì thầm với người bán đấu giá về chuyện Thạch Hạo lấy được cảnh liễu từ dưới Hắc Uyên. Chủ đấu giá hội nghe xong liền đưa ra yêu cầu là cảnh liễu đó. Hóa ra kỷ nguyên trước, liễu thần lại là tế linh cổ tổ của dân bản địa trong tiên cổ. Hiện nay bọn họ vẫn thờ phụng một đoạn di thể của tổ tế linh. Vì vậy mà sau khi Thạch Hạo rời khỏi Hắc Uyên, lão ta lập tức cảm ứng được. Mục đích của bọn họ là dung nhập cảnh liễu với thân cảnh còn sót lại để khôi phục tổ tế linh. Thạch Hạo cảm thấy cũng hợp lý. Nếu thực sự là di vật của liễu thần để lại thì đúng là nên hợp lại với nhau. Hơn nữa thực lực của lão gia cổ tộc lại cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đối phương vẫn muốn giao dịch công bằng với mình. Đủ thấy rằng lão là người đáng tin cậy. Vậy nên cậu cũng lấy ra cảnh liễu để trao đổi. Đoạn thần tử thấy vậy liền bức xúc mỉa mai rằng chủ nhân buổi đấu giá đang cố tình sắp xếp để mưu lợi cá nhân. Lão gia cổ tộc sằn mặt ngược lại rằng bọn họ muốn đổi thứ gì là việc của bọn họ, hắn chưa đến lượt can thiệp. Ông ta muốn giúp Thạch Hạo diệt trừ nguy hại nhưng cậu đã từ chối, chỉ cần dám đến gây sự thì sẽ cho hắn biết thế nào là không có đường để về. Đoạ thần tử tức lắm nhưng không làm gì được. Đúng như ước định, sau khi đấu giá hội kết thúc, hắn ta đã chờ Thạch Hạo để tính toán sổ sách. Yêu cầu nam chính giao tiên dược và tiên thể ra, như vậy hắn sẽ tặng cho cậu một cái chết thanh thản đẹp đẽ nhất. Chưa để cho Thạch Hạo từ chối thì Đoạ thần tử đã xông lên đánh phủ đầu. Thạch Hạo ngưng tụ sức mạnh sấm sét vào bàn tay, rồi sau đó vung tay tác động vật lý vào bụng, cơ thể hắn bị đấm bay vào vách núi. Màn khởi động đã bị thua thiệt. Hắn ta muốn lấy lại mặt mũi bằng cách sử dụng ra bảo vật hình dạng một cái thần ấn khổng lồ, định đè bẹp Thạch Hạo. Cậu ta chẳng hề lo lắng. Cậu dung hợp hai loại bảo thuật vào với nhau rồi phóng ra luồng sức mạnh khủng khiếp, phá hủy thần ấn. Chỉ cần hai chiêu đã tặng cho Đoạ thần tử ăn no hành. Thái âm ngọc thỏ hô hào sung sướng. Lúc này hắn ta mới nhận ra cậu đã tu luyện ra tiên khí. Theo hắn biết thì cậu không có tích lũy, chẳng tìm được cơ duyên đặc biệt nào nhưng vẫn đột phá thành công. Còn hắn được thừa hưởng rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng mới làm được. Điều này đối với hắn là sự nhục nhã rất lớn. Thạch Hạo tranh thủ khoét vào nỗi đau đó, nói rằng điều đó càng chứng minh rằng hắn là phế vật. Tức giận vì bị coi thường như vậy, Đoạ thần tử quyết định liều mạng. Hắn thi triển chiêu thức gia tăng sức mạnh, cơ thể lột xác, đằng sau lưng mọc ra đôi cánh màu trắng đen rồi lao đến đánh phù đầu. Thạch Hạo cũng chủ động xông lên đấu trực diện, hai bên so tài bằng sức mạnh cơ thể, tay đấm chân đá liên tục. Nhưng bằng cách này lại không được hiệu quả. Đoạ thần tử lấy ra món bảo vật là cái đỉnh, nó hút Thạch Hạo vào bên trong. Lai lịch cái đỉnh này cực kỳ hoành tráng nhưng lại chẳng thể tạo ra được sát thương lên người nam chính. Cậu ta ngay lập tức phá vỡ cái đỉnh thoát ra ngoài, rồi tuyên bố rằng hắn còn chiêu cấm thuật nào chưa dùng nữa hay không. Nếu không còn thì đến lúc ta phải kết thúc trận chiến này rồi. Nghe xong những lời này, Đoạ thần tử điền tiết, thi triển cấm thuật, ngưng tụ ra vô số công kích giáng xuống như mưa. Cậu ta dễ dàng ngăn cản, phóng ra luồng sức mạnh đánh thủng người kẻ địch. Tên này quá yếu rồi, rất không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, thi thể lại là hình người. Sau khi mất mạng,
hắn ta phải biến trở lại hình dạng bản thể mới đúng. Hóa ra hắn ta vẫn chưa thực sự chết. Tên này đã tu luyện ra thần thông của Phượng Hoàng. Năng lực loại thần thông này là bất tử và bất diệt. Đoạt thần tử nhanh chóng hồi sinh, cơ thể khôi phục lại tất cả thương thế và thực lực cũng mạnh mẽ hơn. Hiệp 1 kết thúc, hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu. Đoạt thần tử lấy ra một cái dao găm tiên khí, trên miệng cũng không quên nói lời tạm biệt và tỏ vẻ tiếc nuối vì truyền nhân của Chí Tôn Đạo Tràng sắp phải bỏ mạng rồi. Kẻ địch dùng vũ khí, Thạch Hạo cũng chơi vũ khí đáp trả lại. Cậu rút kiếm xông lên va chạm. Sau vài chiêu cọ sát, hắn ta lại bị chém trọng thương. Điều này làm cho hắn thắc mắc vô cùng. Rõ ràng cả hai người đều tu ra tiên khí, nhưng chênh lệch sức mạnh lại một trời một vực. Thạch Hạo không ngần ngại tiết lộ bí mật rằng tu sĩ muốn tu luyện ra tiên khí, dù họ thành công hay thất bại, đều gặp phải quỷ biến. Nó chính là cái đèn cổ quỷ dị đó. Nhưng gần đây hắn ta đột phá lại không gặp. Nếu mà gặp thì có khi đã không đứng đây nữa rồi. Nguyên nhân là vì cậu đã tạm thời chém đứt ngọn nguồn quỷ biến. Qua đó đủ để thấy rằng chiến lực của cậu đã ở một vị trí khác. Kế tiếp là tung đòn kết liễu, trực tiếp đốt cho kẻ địch thành tro, để xem hắn ta sẽ hồi sinh bằng cách nào. Sau trận chiến này, danh tiếng của Hoàng đã nổi càng thêm chói lọi. Cậu không quên để Thái Âm Ngọc Thỏ và tên mập lục lọi tìm kiếm bảo vật từ chỗ đoạt thần tử. Sau đó mọi người lại tìm kiếm động phủ của quân đạo. Tên quân đạo này chính là kẻ đã cử người đến thương nghị, hợp tác trong tập trước. Bên ngoài có kết giới bảo vệ nhưng kết giới quá yếu ớt, chỉ cần dùng một kích đã phá hủy được nó. Quân đạo biết mình đánh không lại, nên áp dụng kế thứ 36 là bỏ chạy giữ mạng. Gã ta còn khôn khéo sử dụng ảo cảnh thế thân, thu hút chú ý của Thạch Hậu. Bản thể thừa kịp lúc đó dùng một lá phù đặc biệt để chạy trốn. Điều này làm cho Thành Y và Thạch Hạo phải lên tiếng khen ngợi quân đạo. Kể ra tên này cũng biết ý tứ, thông minh hơn một chút, rất quyết đoán trong việc chủ động chạy giữ mạng. Vì bỏ đi quá vội vàng nên không kịp thu thập đồ đạc, rất nhiều bảo vật đều bị bỏ lại. Chuyến đi lần này có thu hoạch tương đối khá, đặc biệt là con dao găm của đoạn thần tử. Trong dao găm ẩn chứa thất thải tiên kim quý giá, con dao và thanh kiếm có sự cộng hưởng với nhau. Thanh kiếm chủ động bay đến, dung hợp với dao găm. Thất thải tiên kim trên dao găm nhanh chóng bị đại la tiên kiếm hấp thu sạch sẽ, khiến thanh kiếm đã mạnh, càng mạnh hơn. Vậy nhưng Thạch Hạo còn chưa kịp kiểm tra sức mạnh có thay đổi như thế nào, thì một thứ gì đó đã bay nhanh lại gần. Chưa rõ là gì thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.